Sau nhiều năm nghiên cứu thì các nhà âm nhạc học đã đưa ra một cái định nghĩa như thế này: âm nhạc chính là âm thanh được thể hiện bằng lời. Nó như là một chất men làm hoan hỷ chính trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Và hôm nay, ngoài những món ăn thể chất hết sức là ngon miệng mà gia đình đã kết hợp với dịch vụ ẩm thực Lê Phương nhằm chiêu đãi tất cả quý vị, ngoài ra thì ban nhạc thiên phú của chúng tôi xin được cố gắng hết sức mình đem đến cho quý vị những giọng ca qua những ca khúc rất sự đồng ý nghĩa cho ngày cuối hôm nay. Chúng tôi rất hy vọng được sự cổ vũ nhiệt tình của toàn quý vị bằng cách chúng ta hãy mạnh dạn đăng ký tham gia rất vui, vì những lời ca tiếng hát của toàn thể các ca sĩ cây nhà là vườn hôm nay sẽ là những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho hai gia tộc chúng tôi, và đặc biệt là chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho đôi thành hôn. Như vậy, tới lúc chờ đợi và đăng ký của các ca sĩ ngày hôm nay được vang lên, ban nhạc thiên phú của chúng tôi xin được gửi tặng đến toàn thể quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hữu Tâm, ca khúc mang tên Vùng Trời Bình Yên. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
trời bình yên. Vâng, quý vị cũng xin được thay lời cho anh nhạc công ban nhạc Thiên Phú. Xin được cảm ơn tất cả quý vị cũng đã thưởng thức ca khúc này, một sáng tác của nhạc sĩ Hữu Tâm, ca khúc mang tên Vùng Trời Bình Yên. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn hai vũ công đến từ Đồng Nai cũng đã hỗ trợ rất đắc lực với ban nhạc chúng tôi với vũ điệu Disco. Và thưa quý vị thân mến, giờ đây cũng để mở đầu chương trình văn nghệ hát mừng ngày vui quy của đôi tân hôn và tân trao đại ngái ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến tất cả quý vị một chồng ca nữ đến từ đất Đồng Nai. Đó chính là giọng ca của ca sĩ kim vũ công Quỳnh Diễm sẽ tham gia chương trình với ca khúc được mang tên Em ơi 60 năm cuộc đời. Và chúng ta thử thức ca khúc này bằng một tràng pháo thật lớn để chào đón Quỳnh Diễm được không quý vị ơi? 1, 2, 3! Xin cảm ơn. Chúc hai cháu được cho năm hạnh phúc, để chúc cho những khách ở thank you.
Và xin được cảm ơn dòng ca của Vũ Công kiêm ca sĩ Quỳnh Diễm đến từ Đồng Nai với một sáng tác của nhạc sĩ Yvonne, ca khúc mang tên 60 năm cuộc đời. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn tinh thần Fair Play của Quỳnh Diễm đã gửi lại phần nhị hoa cho ban nhạc Thiên Phú với phần quà trị giá 100.000 đồng. Và xin cảm ơn. Và chúng tôi xin được hy vọng gặp lại Quỳnh Diễm vào những ca khúc tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, về đây ca khúc thứ hai, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức một nhạc phẩm của tác giả Phó Đức Phương, ca khúc mang tên Hồ Trên Núi. Và với bài hát này, chúng ta xin mời quý vị chúng ta cùng đến với giọng ca của anh Hùng. Xin mời.